Các bạn đã quen với sự thay đổi của gương mặt của Linh chưa? Với bản thân Linh thì Linh thật sự vẫn chưa có quen, vì nó vẫn chưa tròn tháng tuổi, nó vẫn chưa có đầy tháng nữa. Và mình vẫn còn thấy khá là lạ lẫm so với cái sự thay đổi của mình. Và cái mà mình cảm nhận được khi mà mình phẫu thuật á, đó chính là cái quá trình thay đổi về tâm lý của mình nó lên xuống rất là thất thường. Và cuối cùng thì mình cũng đã quyết định để phẫu thuật và được thay đổi như bây giờ. Bản thân mình á, khi mà trước khi phẫu thuật gương mặt của mình thì mình suy nghĩ coi là mình có thật sự là cần thiết phải phẫu thuật gương mặt hay không. Mình cũng không có quá nhiều cái khuyết điểm như là những người khác. Mặt mình nhìn cũng được mà, nhìn cũng dễ thương mà, nó cũng năng động mà. Rồi sau đó thì lại đấu tranh. Đôi khi nhìn tấm hình á, đôi khi nó bị hở răng hoặc là cái cằm mình nó bị lệm mà mình cảm thấy là nó hơi bị khuyết khuyết sao, nó nhìn nó không được cân đối. Thế mình đã nghĩ là nên phẫu thuật thôi. Sau đó vài ngày sau mình lại suy nghĩ là phẫu thuật như vậy á là thứ nhất là tốn kém chi phí, thật sự là mình có cần hay không. Xong rồi mình lại suy nghĩ là cái tốn kém này nó cần thiết mà. Rồi mình lại bắt đầu đấu tranh thêm cái suy nghĩ là có cần phải phẫu thuật ngay bây giờ hay không. Tại sao phải là bây giờ mà không đợi cho một thời gian sau khi mà mình đã suy nghĩ kỹ hơn. Rồi mình lại suy nghĩ tiếp là trước sau gì thì mình cũng sẽ phẫu thuật, tại vì đây là cái nhu cầu của mình rồi. Thì trước sau gì mình cũng sẽ làm, thì thôi mình làm sớm luôn, làm sớm hay đẹp sớm thôi, làm sớm bớt đau khổ. Đó, thì mình lại đấu tranh rất là nhiều trong cái quá trình tâm lý như vậy luôn. Đến cả cái ngày mà mình đi gặp người bác sĩ, người bạn của mình để mà anh ta chỉ với mình coi là mình nên phẫu thuật những cái gì trên gương mặt, thì anh bảo là gương mặt của mình thì bị khuyết cái phần răng của mình hơi bị hở lợi, và cái cằm của mình thì nó chưa có đối xứng. Khi mà mình nghe anh tư vấn xong thì mình về, mình lại suy nghĩ thêm là thật sự đây có phải là cái lựa chọn phẫu thuật tốt hay không? Tại sao phải là nâng mũi, tại sao phải là độn cằm, mà tại sao không làm răng đi, sao không làm những cái khác đi mà phải làm những cái như anh bảo về mũi và về cằm như vậy? Đó, mình lại bắt đầu đấu tranh tiếp. Sau đó thì mình không nghĩ đến cái vấn đề phẫu thuật nữa. Mình cứ để nó chậm, từ từ chậm lặng sẽ qua, và mình đi du lịch. Mình đi du lịch để mình relax, để mình xả hơi, để mình suy nghĩ kỹ hơn một lần nữa về cái quyết định chuyển giới của mình, quyết định phẫu thuật của mình. Rồi sau khi mình đi du lịch về, mình lại suy nghĩ thêm nè. Bản thân mình thì mình là một người đi trước đám đông, mà mình rất hay nói chuyện trước đám đông, và mình cũng hay đi tiếp xúc người này người kia, và công việc của mình là công việc về giao tiếp. Và giao tiếp thì cái đầu tiên mà người ta nhìn đến mình đó chính là về ngoại hình của mình. Người ta chưa cần biết đến tính cách của mình ra sao, cái đầu tiên đập vào mắt người ta là ngoại hình. Vậy thì cứ cái ngoại hình của mình mà nó làm mình không tự tin thì cái đối phương họ cũng sẽ cảm nhận được. Thì mình đúng là mình cảm thấy là có những lúc là mình tự tin thật, mình tự tin về cái tài năng của mình tự tin về những cái giá trị của mình, nhưng mà đôi khi mình cũng không tự tin là về cái gương mặt của mình nó không được hài hòa, thì làm cho mình bị thiếu cái phần tự tin đi. Đó, thì mình lại tiếp tục đấu tranh trong cái đầu của mình về những cái suy nghĩ như vậy. Và cho đến cái ngày mà trước khi mà mình nhận được cái tin nhắn của bác sĩ là đi phẫu thuật nha em, mình tĩnh tâm lại và mình suy nghĩ luôn là ok, trước sau gì thì mình cũng sẽ làm, và mình sẽ làm luôn. Mình sẽ đặt cái niềm tin tại cái bệnh viện mà mình lựa chọn là bệnh viện JT Angel, cũng giống như là người anh của mình, người bạn của mình là chủ của bệnh viện là anh Nguyễn Trọng Thành. Và mình tin vào anh Hành cũng như bệnh viện, và mình quyết định là mình sẽ làm. Rồi lúc đó là mình thông báo với gia đình của mình biết là con sẽ đi phẫu thuật vào ngày đó con sẽ làm nâng mũi và động cằm. Thì khi mình thông báo cho gia đình của mình biết thì 100% ai cũng phản đối cả, vì gia đình mình bảo là nhìn con đẹp rồi, con làm gì nữa, nhìn con như vậy là quá đẹp trai rồi, quá men rồi, con làm gì, con làm hoài vậy. Và nội của mình có bảo là hôm bữa thì thông báo với nội là tiêm hormone chuyển giới là nội thấy là hại rồi, còn bây giờ còn lại đi phẫu thuật chuyển giới gương mặt nữa, rồi nó hại nữa, mà sao con làm nhiều cái hại cho con quá, rồi sao mà con sống thọ được. Thì bà nội mình lo lắng như vậy. Mẹ mình cũng vậy, mẹ mình cũng bảo là con đi tiêm hormone là con hại rồi, mà giờ con còn đi phẫu thuật như vậy nữa, rồi lỡ có chuyện gì rồi sao, rồi ai lo cho con bị gì rồi biết làm sao đây. Thì gia đình mình lo lắng như vậy, kể cả những người bạn của mình cũng cảm thấy là tao thấy mày được rồi, mày cứ đi phẫu thuật xong mày sẽ thành con người khác. Đó là những cái ý kiến của rất là nhiều người, và nó cũng tác động đến cái suy nghĩ của mình. Cho đến cái đêm trước khi mà mình phẫu thuật, mình tin vào cái lựa chọn của mình. Và bạn biết không, đến khi mà mình đến cái bệnh viện vào buổi sáng đó, mình đã nhịn ăn để mình chuẩn bị phẫu thuật rồi, thì bác sĩ đi kiểm tra sức khỏe của mình tất cả mọi thứ nè ha, rồi cho mình đi vào cái phòng khách sạn của bệnh viện. Trong bệnh viện đó, phòng khách sạn rất là đẹp, thì nằm ở đó để mà giống như là mình nghĩ đó là cái khoảng thời gian mà dài nhất trong cuộc đời mình luôn á, để mà mình tắm rửa sạch sẽ rồi để mình nằm tịnh dưỡng, để mình yên ổn về cái huyết áp nè, để mình suy nghĩ thật kỹ về một lần nữa về quyết định của mình. Và tại cái thời điểm đó mình nghĩ là ok,
Bây giờ mình cứ suy nghĩ hoài thì mình cũng nhức đầu, mình đã quyết định mình làm thì mình cứ làm thôi. Cuộc đời nó chỉ có một lần để sống thôi, thì mình cứ hãy sống sao cho nó thật là xứng đáng với cái lựa chọn của mình. Và đặc biệt nữa là mình đi phẫu thuật này là không phải phẫu thuật để mình nữ tính hơn, mà nó phẫu thuật để giúp cho mình được nam tính hơn. Thì cái việc mà mong muốn được nam tính hơn là một trong những cái mong muốn của mình. Cái phẫu thuật này thì nó cũng góp phần vào cái mục tiêu, cái ước mơ của mình thôi mà. Nó đâu có gì là sai trái đâu, thì mình cứ làm thôi. Và mình cũng thấy được là rất là nhiều người họ phẫu thuật họ cũng đẹp hơn ấy thôi. Và mình thấy là đẹp hơn thì tất nhiên là sẽ có được những ưu ái và những đặc quyền riêng, và có những cái niềm vui riêng. Mình thấy vậy là ok. Và sau một quá trình đấu tranh hồi nãy như mình kể với bạn ấy, là một cái quá trình đấu tranh của Linh từ 1 tháng rồi đến 10 ngày, 15 ngày, 1 tuần rồi trước khi phẫu thuật. Và nó diễn biến ra những cái tâm lý rất là đối lập với nhau cho đến khi mà Linh phẫu thuật. Và trong cái lúc mà Linh phẫu thuật, Linh vẫn tiếp tục đấu tranh tâm lý của mình. Tại vì khi mà lúc mà lên bàn mổ á, thì bạn sẽ nghe những tiếng leng keng của những dụng cụ y tế nè, rồi tiếng của bác sĩ, tiếng ánh đèn, tiếng không gian, nó làm cho bạn cảm giác bị sợ. Và Linh chắc là bạn cũng sẽ sợ như vậy nếu như bạn bước vào phòng mổ. Thì bắt đầu mình lại đấu tranh tiếp, kiểu là tiêu rồi, chuẩn bị đau rồi, mình rất là sợ đau. Và phẫu thuật vậy thì rất là đau, thì sao, tại sao mình phải làm cho bản thân mình đau đớn như vậy, tại sao mình lại đưa bản thân mình vào cái trường hợp đau đớn như vậy, tại sao mình lại tổn thương bản thân mình đến như vậy. Tại vì phẫu thuật này nó sẽ cắt một phần sụng lỗ tai, rồi nó cắt phần mũi để bỏ sụng vô, rồi nó còn gặp được cái phần miệng của mình để nó độn cầm nữa. Và tại sao mình lại làm những cái điều như vậy, làm cho cơ thể mình mới bị đau đớn như vậy, có xứng đáng hay không, có đáng cái giá phải trả hay không, mà mình vẫn suy nghĩ như vậy. Rồi cái lúc mà bác sĩ bắt đầu chích những mũi thuốc tê cho mình, bắt đầu cắt gọt trên cơ thể của mình, và mình nghĩ ngay đến chị Hương Giang và đến những bạn chuyển giới khác, và mình cảm thấy là thật là khâm phục họ, vì họ đã trải qua rất là nhiều những cái ca phẫu thuật cắt gọt như vậy để có được một cái hình hài hoàn chỉnh nữ tính như họ muốn. Cũng giống như những bạn chuyển giới nam đã trải qua rất là nhiều những cái ca phẫu thuật để được nam tính như bạn muốn. Và mình lấy cái điều đó, mình suy nghĩ đến những điều đó để làm cái động lực, để tiếp theo cho mình cái năng lượng, và để cho mình không có thoái chí, và để cho mình không sợ hãi nữa. Và khi mình nghĩ đến như vậy thì mình cảm thấy là mình có động lực hơn, mình mạnh mẽ hơn, mình ngưỡng mộ họ. Cho nên là cái lúc mà phẫu thuật á, thì mình dùng những cái năng lượng như vậy á, mình suy nghĩ như vậy để mà mình vượt qua cái cơn phẫu thuật của mình trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Tại vì bản thân mình là mình phẫu thuật gây tê chứ không có gây mê, nên là tất cả những gì bác sĩ đang làm á, bác sĩ cắt cái chỗ nào á là mình đều biết được hết á. Nên là mình phải đấu tranh cái tư tưởng trong cái lúc phẫu thuật rất là nhiều. Và cho đến sau khi mình phẫu thuật xong, mình về phòng mình nghỉ, lúc đó là bắt đầu là tê trong người rồi, nó không có đau nhưng nó chỉ tê và nó rất là buồn ngủ, và mình cảm thấy thương xót cho cái cơ thể của mình thôi. Thì lúc đó là mình chỉ nằm mình xin lỗi cái cơ thể của mình, xin lỗi cái cơ thể mà cha mẹ đã sinh ra, xin lỗi cái cơ thể trọn vẹn mà mình đã được sinh ra từ đó đến giờ mà mình đã làm tổn hại đến nó. Mình có khóc, mình khóc về cái điều đó, mình cảm thấy là mình đang làm cái gì đây trời, mình đang làm cái gì với cái cơ thể của mình đây. À, mình khóc rồi mình ngủ đến lúc nào không hay luôn, nhưng mà đến khi thức dậy thì nó cũng đỡ hơn các bạn. Tại vì cái lúc mà mình đấu tranh tâm lý nhất á, là đấu tranh cái lúc mà bác sĩ đang phẫu thuật á, là mình phải đấu tranh tư tưởng rất là nhiều để mà mình chống chọi lại cái suy nghĩ đau đớn, kiểu nó không có đau nhưng mình vẫn luôn nghĩ nó rất là ghê gớm á, nên là mình rất là căng thẳng trong cái lúc phẫu thuật như vậy. Và khi mà mình phẫu thuật xong thì mình ngủ đi luôn trong cái phòng của khách sạn. Mình nghĩ đó là cái giai đoạn mà đấu tranh tâm lý mà lớn nhất, khủng khiếp nhất của mình từ trước đến giờ luôn, mà nó căng não luôn. Và cho đến thời điểm hiện tại khi mình kể lại với các bạn thì mình thấy nó khá là hài lòng, mặc dù là mình có những cái đấu tranh qua lại, tư tưởng qua lại, nhưng mà đến hiện tại thì mình cảm thấy là mình khá là hài lòng về quyết định của mình. Và sau khi mình trải qua một cái đợt phẫu thuật như vậy thì mình cảm thấy là bản thân mình á, nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Mình cảm nhận một cái sự gì đó khác trong cơ thể của mình, và những cái đau đớn đó, những cái suy nghĩ của mình về đau đớn trong phẫu thuật á, nó không còn nữa. Và thay vào đó là cái sức mạnh, cái sự tự tin của một cái cơ thể mới, của một cái con người mới, và của một cái nguồn năng lượng mới, của một cái hình hài mới. Và mình cảm thấy là cái lựa chọn của mình là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Và bây giờ đến khi mình đang chia sẻ các bạn đây thì mình cảm thấy khá là hài lòng về cái gương mặt hiện tại của mình đó. Thì đây là những cái chia sẻ của bản thân Linh về cái quá trình mà Linh đấu tranh tư tưởng từ cái lúc mà trước khi phẫu thuật chuyển giới cho đến sau khi phẫu thuật chuyển giới, để cho các bạn có thể hiểu rằng nếu như bạn đang quyết định lựa chọn phẫu thuật á, thì nên tin chắc là bạn cũng sẽ có những cái lần đấu tranh tư tưởng dồn dập như vậy, giống như Linh. Nhưng mà cuối cùng bạn vẫn quyết định là sẽ phẫu thuật để được sống với con người của mình. Thì hãy tin vào cái lựa chọn của mình. Và Linh có nhớ mãi cái câu nói của một người bác sĩ trong cái phẫu thuật là: muốn đẹp, muốn được hoàn thiện hơn thì em phải trải qua, phải chấp nhận một sự đau đớn nào đó.
chứ cái gì nó không phải có sự đánh đổi cả. Không có cái gì mà muốn đẹp mà tự nhiên đẹp cả. Nếu em không tự nhiên đẹp thì em đã lựa chọn dùng đến dao kéo thì em phải chấp nhận một phần đau đớn trong cái quá trình dùng dao kéo này. Và ai cũng sẽ phải chịu như em cả. Em không phải là người duy nhất, cũng không phải là người đầu tiên. Nên hãy mạnh mẽ lên. Và khi mình nghe câu nói đó của người bác sĩ thì mình cảm thấy đúng thật, mình không phải là người duy nhất, cũng không phải là người đầu tiên. Nên bản thân mình chỉ phải mạnh mẽ hơn để mà chấp nhận về cái lựa chọn của bản thân mình, chấp nhận cái lựa chọn được nam tính, được sống thật với bản thân của mình. Và nếu như trong một quá trình mà bạn đang suy nghĩ về việc mà bạn đi phẫu thuật đó, và bạn cũng có những cái thắc mắc hoặc là những cái đấu tranh tâm lý tư tưởng với Linh đó, thì bạn cũng hãy comment ở đây coi chúng ta có về một nhà hay không nhé. Coi là bạn có những cái suy nghĩ hoặc là những cái đấu tranh với Linh hay không, hoặc là bạn còn thêm những cái đấu tranh dữ dội hơn, hoặc là bạn sẽ rất là bình thản về cái lựa chọn của mình. Linh tin chắc chúng ta ai cũng sẽ không có suy nghĩ một cái lựa chọn nào đó, thì hãy comment ngay dưới đây để chúng ta cùng chia sẻ với nhau bạn nhé. Và Linh hy vọng là những cái chia sẻ của mình sẽ giúp cho bạn được hiểu hơn về cái quá trình phẫu thuật nó được diễn ra như thế nào, với những cái hình thức như thế nào bạn nhé. Và nếu bạn có thêm những thắc mắc nào đó thì bạn cũng có thể comment ngay dưới đây trong cái đoạn video này với Linh, hoặc là bạn có thể nhắn tin riêng với Linh qua cái đường link Facebook của Linh để lại dưới đây. Và đặc biệt hãy đăng ký ngay kênh YouTube của Chú Trúc Linh để cập nhật thêm những cái video mới nhất của Linh về cái quá trình phẫu thuật chuyển giới, về sử dụng hormone chuyển giới nam, hoặc là về cộng đồng LGBT bạn nhé. Chú Trúc Linh xin chào và hẹn gặp lại.